vùng đất cổ Pháp là điểm hẹn với bao điều kỳ thú cho mọi du khách. Vùng đất Liên Hoa Bát Diệp mang đậm dấu ấn anh linh của các bậc đế vương. Một thức quà biểu trưng cho lòng thủy chung, son sắt. Tôi đang ở Đền Đô hay còn gọi là Đền Lý Bát Đế, nơi thờ 8 vị vua thời Lý, là một điểm nhấn quan trọng trong các di tích trên quê hương Đình Bảng.